Welcome to America. Từ nước thật tự do được dựng lên để welcome tất cả mọi người đến America. Đây là một cái tác phẩm của nước Pháp, cái quà sinh nhật của nước Pháp tặng cho nước Mỹ tròn 100 tuổi. Thì nước Mỹ được thành lập năm 1776 các bạn ha. Thì tới năm 1886 đây là cái pháo đài ngày xưa, nó nằm trên cái đảo, bây giờ người ta đã nối từ thành phố ra cái đảo đường rồi, nên mình đi vào. Và bây giờ cái chỗ mà cái pháo đài này đó là cái chỗ bán vé, bây giờ mình vô mua vé nha, đó, dồn hết tiền luôn rồi đó nha, mua vé để lên tàu đi thăm nữ thần nha các bạn. Vào mùa Covid các bạn thấy không, không có ai xếp hàng nữa hết, bình thường xếp hàng rất là lâu. Đó. Đây cái chỗ này là để xếp hàng mua vé nè. Đó, cái chỗ này là chỗ bán vé, thường là book vé trên mạng trước các bạn. Bây giờ thì thôi rồi, khỏi cần làm gì nữa hết, chỉ vô mua vé là đi thôi. Rồi, còn đúng 19 đồng để mua một cái vé lên tàu đi New York. Cũng giống như anh chàng Jack trong Titanic đã dồn hết tiền của mình để lên chiếc tàu đi sang New York. Mình cũng vậy, lên tàu nha mấy bạn. Hi, how are you? Thank you. Đây là cái chiếc tàu để đi ra tham quan tượng nữ thần tự do. Bây giờ tàu đang rời thành phố Manhattan. Đây các bạn thấy không? Cái tòa nhà bên tay trái bên cao cùng các bạn, đó là tòa nhà One World Trade Center và đang rời thành phố Manhattan để bắt đầu đi về. Biết sao không? Mặc dù ngay cửa biển nhưng mà ở dưới đất
động của cái bức tượng của cái ông Toàn Quyền Pháp nữa bạn. Rồi các bạn biết không, nước Mỹ á, biển á, rất nước Mỹ rất là rộng, cho nên hai bờ của nước Mỹ, bờ đông và bờ tây là có nối hai biển khác nhau. Mình đang đứng ở đây là bờ đông đúng không, bây giờ bờ đông thì là biển này á, là biển Atlantic. Các bạn biết những chú bình phong nhiều đến đây đó. Các bạn sẽ tưởng tượng cái tượng này đó, nó làm bằng đồng các bạn nha. Nhưng mà các bạn tưởng tượng như là đang làm vải lụa đó các bạn. Bởi vì những cái nếp gấp của cái chiếc áo đó phải nói là vô cùng đẹp các bạn. Rất là đẹp. Nhưng mà dù có nữ thần có đẹp như thế nào các bạn nha, mà các bạn nên làm người chứ đừng làm thần. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì khi các bạn làm thần á thì các bạn phải luôn luôn ở một mình. Đứng một mình làm thần. Nữ thần sắc đẹp chẳng hạn như vậy đi, hoặc là nữ thần nào vậy cũng ở một mình đó các bạn. Cho nên tốt nhất là các bạn nên làm người, nó tốt hơn là thần. Vậy là mặc dù là thần rất là đẹp. À, bạn còn biết cái người thần này á có đẹp đến mức mà các bạn biết có bao nhiêu người tham quan ở đây không? 3,8 triệu người tham quan người thần này một năm, trong vòng coi như một năm có 3,8 triệu đến đây tham quan, rất là đẹp. Còn bạn nhiều khi có mới con người tham quan, nhiều khi không có ai. Đúng không? Nhưng mà làm người dù sao mình hạnh phúc hơn làm thần ha. Quyết định vậy nha, đừng làm sai nha. Mình sẽ chia tay từ nữ thần tự do, giờ chia tay thành phố New York để cũng tạm gọi là chia tay thôi, bởi vì chúng ta sẽ đi qua một cái khu vực khác, một cái cảnh đẹp khác của thành phố Manhattan. Vậy nha các bạn. Và các bạn biết không, ở đây cũng là một cái điểm để chụp hình rất là đẹp. Mình hứa là mình sẽ làm một cái video là những nơi chụp hình đẹp nhất thành phố Manhattan.